wake up every single day like I'm already on my way. I pick the car up from valet. Oh, 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 let me show you how I do it. Yeah, I might be a renegade. Collect danh sách thì nghĩ tầm cỡ 60-70 bạn tham gia, không ngờ tham gia rất là đông. Có những bạn từ Quảng Ngãi, Huế về tham gia thì cũng rất cảm ơn anh em. Thì anh em DSI vẫn rất là đặc thù, rất là có những phong cách riêng. Đặc biệt DSI có rất nhiều người đẹp, thì cái đó là cái nổi tiếng của DSI. Anh em xin ra một tràng vỗ tay. Với cương vị là mình bu lít thì hôm nay em tham gia đông đủ thì cũng đó là một niềm vinh hạnh, một gọi là cái sự rất là xúc động, nhưng mà chắc là từ từ sẽ khóc. What you want, 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 what you
Hôm nay là một ngày rất là trọng đại của DSI, bởi vì anh em mình quá lâu rồi không được gặp nhau. Thì cảm xúc lúc này của mình rất là vui, xúc động vì lâu quá không được gặp anh em. Thì hôm nay kết thúc 2021, bước sang 2022. Chúc anh chị em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là hạnh phúc. Thì có sức khỏe, có hạnh phúc là chúng ta sẽ có tất cả. Trong thời điểm dịch bệnh như thế này, nhưng mà DSI đã tổ chức một cái sự kiện có đầy đủ tất cả mọi người, thì mình rất là vui và rất là háo hức để mà chuẩn bị tham gia sự kiện lần này. Chúc mọi người có một năm 2022 có nhiều thành công và sẽ mở ra những cái cơ hội mới để chúng ta cùng phát triển. Trong suốt một năm vừa qua thì là không có được nhiều thời gian mà để gặp gỡ mọi người, được làm việc tại công ty. Thì ngày hôm nay được gặp gỡ mọi người tại sự kiện này thì mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà được gặp lại tất cả mọi người, và cũng như nhìn thấy là mọi người đang rất là vui vẻ và khỏe mạnh, và mọi người sẽ luôn có được những cái thành công và niềm vui mới trong công việc cũng như cuộc sống trong giai đoạn mới. Chúc mừng 2022. Năm mới sắp sang thì em cũng chúc mọi người là luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc, cũng như là gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong năm mới sắp tới ạ. Mình chúc DSI năm 2022 phát triển vượt bậc hơn nữa với những cái mục tiêu được đặt ra, và anh em sẽ được thăng tiến vượt bậc. Xin hết ạ.